Chủ quán ơi. Chà. Chà. Cái gì vậy? Sao quen quá vậy? Dạ. Yeah. Ô sao quen quá vậy? Dạ. Yeah. Ô cũng mắt kiến đen nha. Ô cũng cũng cái cặp này nha. Ô có thêm cái áo vest nữa nha, chắc chùm là chùm cuối luôn nè. Cái này có quen cái anh vừa bước ra khỏi quán không? À quen chứ. Ô quen à. Có nghĩa là biết nhau phải không? Hẳn nhiên phải biết chứ. Thân không? Cũng thân. Thân lắm hả? Có nghĩa là rành nhau nhiều rồi phải không? Cũng rành anh đó lắm. Chóng mặt chưa? À quay quần quán. Đảo ngược vòng lại đi. Chóng mặt rồi thì mình đi ngược lại. À quay quần quán vô quán phải đi quay quần vậy đó. Ông yên tâm, sẽ không còn quay quần lâu được nữa đâu. Vậy hả? Bởi vì ông sao? Sẽ không còn quay nữa. Tại sao vậy? Ông chỉ còn cái quần thôi. Hả? Ê, mày biết sao vậy? Hả? Ê, cái gì vậy? Vô mày cùng tổ chức mày phá tao nữa hả? Ê, cái gì vậy? Hả? Không. Cái gì? Khoan hả? Bình tĩnh anh. Bây giờ nắm bóp giác hơi vô ngoài phải không? Hả? Đây là cái quán ăn, người ta vô đây để cho khách ăn. Chứ không phải vô đây để nắm bóp giác hơi, ông cứu nội. À, xin lỗi anh, tôi không phải nắm bóp giác hơi. Danh là ai? Tôi dân làm ăn mà doanh nghiệp mà. Công ty tôi đối diện nhà hàng của anh nè. Chứ anh vô quán là để... Anh nói quen là quen cái anh nãy đi ra nó bóp giác hơi đó hả? Dạ. Mỗi lần tôi mệt, anh hay vô công ty tôi đấm bóp cho tôi. Vậy anh vô đây là để... Tôi đói bụng, tôi qua đây tôi ăn với hơn nữa thấy cái tựa là quay quần quán dễ thương quá. Tôi nghĩ là chắc quán này cũng ấm cúng quay quần lại giống như không khí gia đình. Tôi tới tôi ăn thử, coi không khí quán làm sao. Cái gì vậy anh? Cắn cổ em ngậm dành, em quỳ xuống em lại. Trời ơi, lần đầu tiên em nghe có một người khách vô đây đòi ăn mặc chưa cần phải em mời. Em xin lỗi em không có biết. Giờ tôi đói bụng rồi. Cho tôi mượn cái thực đơn. Dạ, anh ngồi. Em lấy thực đơn cho anh. Bây giờ anh muốn ăn uống sao? Anh ăn khó khăn không? Hay em nghĩ chắc anh là chắc cũng chủ cả, ăn cũng khó khăn lắm phải không anh? Tôi ăn đơn giản lắm. Anh từ từ đi anh. Dạ, trước khi mà em đưa cái thực đơn ra, em phải phục vụ anh để em chuốc lại cái lỗi lầm của anh. Dạ, trước tiên khách vào quán chúng ta phải cởi áo ra. Đó, cái sự cởi áo nó tính là cái sự thân thiện của cái quán này. Anh biết sao không? Để tại vì cho anh khỏe, anh mát mẻ đó, anh hiểu không? Dạ, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ví dụ mà khách đi về có để quên cái áo, cũng có cơ hội để em mang cái áo trả lại cho quý khách. Tốt quá. Cái thứ hai đó, đó là anh đi đường xá là chắc là xa xôi, anh mệt lắm rồi. Khăn lạnh đây, em sẽ giúp anh. Nó làm gì không? Chúng ta cầm khăn lạnh này rất đơn giản, ụp thẳng vào mặt. Chúng ta hãy lau mặt cho nó sạch sẽ, rất là đơn giản. Lau cho sạch sẽ nha. Đầu tóc cũng rất là khó khăn, thấy không? Bụi bặm như vậy mình không lau tóc tai không được, thấy không? Đơn giản là mình phải đây. Quan trọng á là mình phải lau cổ nè, thấy không? Bao nhiêu là bụi đất, thấy không? Anh nghĩ đi, trời ơi, anh ra ngoài đường bao nhiêu là bụi, nó dơ như vậy làm sao, đúng không? Bao nhiêu là vi khuẩn vật chất không? Sau đó mình lại lau vô mặt. Nè. Rất là đơn giản. Đây anh. Dạ, được. Đây để em làm. Anh yên tâm, anh dạ, để em làm được hết. Mặt anh là có bao nhiêu là em làm được hết. Đây tóc tai, đúng không? Rồi mình lại lau vô cổ, thấy không? Dạ. Nó đơn giản không? Rồi dạ. Mình lại lau vô mặt. Dạ. Không, cái này để em, cái đơn giản này là để em. Mát chưa anh? Dạ, mát. Sau đó em mới muốn hỏi anh là bây giờ là anh là muốn là anh ngồi ở đây hay là anh ngồi phòng lạnh ạ? Thôi tôi ngồi ở đây được rồi. Anh nên vô phòng lạnh đi, phòng lạnh nó có máy lạnh thoải mái hơn nhiều. Tôi thích sân vườn, khung cảnh thiên nhiên vậy. Anh nên vào phòng lạnh nó thoải mái hơn, cái giờ trưa nắng được nó mệt lắm anh. Tại tôi thích ngồi ở đây. Ráng vô phòng lạnh đi, phòng lạnh đẹp lắm, em nói thiệt, phòng lạnh đẹp. Rồi, tôi vô phòng lạnh. Thôi ngồi đây đi anh, nói giỡn chứ máy lạnh hư rồi. Dạ, ngồi đây đi, máy lạnh nó hư rồi. Dạ, nhưng mà không sao anh. Cái phòng lạnh bình thường là máy lạnh hư, chứ cái phòng lạnh VIP của em máy lạnh vẫn còn xài tốt lắm. Rồi vô phòng đó cũng được. Dạ, cái phòng lạnh đó là em nói trước đây anh có muốn vô hay không nha. Cái phòng lạnh đó là bây giờ nó đang xài dàn lạnh của hệ thống siêu thị đó anh. Ủa quán ăn mà tự nhiên dạ. Xài hệ thống phòng lạnh siêu thị chi vậy? Dạ, để kết hợp làm cái tủ đông luôn anh. Bỏ đồ ăn vô rồi đông đó là giữ nhiệt luôn. Rồi anh vô trong anh ngồi ăn hay lắm, vừa ngồi ăn vừa đắp mền. Ngồi đẹp lắm, giống như mùa đông Paris anh, đẹp lắm, thích lắm. Thôi, tôi nghe nói tôi cũng đang bệnh, thôi tôi ngồi ngoài đây được rồi. Vậy dạ, anh ngồi ngoài đây phải không anh? Tôi ngồi ngoài đây được rồi, dạ. cậu cho dạ. Tôi ăn là được. Dạ, bây giờ anh đói rồi hả? Đói, tôi đói rồi. Dạ, dạ anh đói rồi anh có thích hút thuốc không? Không, tôi ăn cơm thôi à, tôi không hút. Anh đi hút thuốc đi, có phòng hút thuốc mà. Tôi muốn ăn cơm thôi à. Không thì có cái phòng hút thuốc ở trong. Em nói thiệt, anh muốn hút thuốc anh vô. Trời, đàn ông phải hút thuốc chứ. Mình hút điếu đi rồi mình ra mình ăn cho nó thoải mái. Đi. À, phải hút mới ăn được. Phải à. Hút mới ăn được. Có đàn ông có hút có điếu đâu ra được liền à. Rồi tôi vô tôi hút. Anh đợi xíu đi, em quên nữa. Cái máy hút nó hư rồi. Hôm bữa nó hút mạnh quá giờ nó nghẹt luôn rồi. Để mai em kêu cái thằng rút hầm cầu ra nó hút lại cái máy đó rồi anh vô anh hút sao. Rồi cho tôi ăn đi. Dạ anh tôi, ăn. Tôi đói rồi. Anh ăn chắc cầu kỳ lắm hả? Đem giới thiệu món ăn cho anh nha. Không, tôi ăn đơn giản thôi. Cho tôi giữ cơm Dương Châu được rồi.
À, cơm chiên Dương Châu hả? Ừ. Nếu nói về cơm chiên Dương Châu thì quán em có rất nhiều loại cơm chiên. Đó là cơm chiên Dương Châu có hai loại, cơm chiên Dương Châu thường và cơm chiên Dương Châu VIP. Anh muốn ăn loại nào? Ủa, có loại thường là VIP nữa. Dạ đúng rồi anh. Loại thường là sao? Dạ thưa anh, nếu mà nói về cơm chiên Dương Châu thường, có nghĩa là cơm chiên Dương Châu được chiên theo kiểu của người Dương Châu, đó là cơm chiên Dương Châu thường. Dạ. Còn cơm chiên Dương Châu VIP đó là cái gì? Là cơm chiên Dương Châu là một cái loại cơm chiên mà thằng Dương mua cơm về con Châu chiên. Okay. Anh muốn ăn loại nào? Loại thường thôi. Dạ, anh muốn ăn của người Dương Châu đúng không? Của người Dương Châu thôi. Dạ, của người Dương Châu. Dạ, thì bây giờ anh có thích bỏ lạp xưởng vô không anh? Không, tôi không thích lạp xưởng, Không, anh nên bỏ lạp xưởng đi, có lạp xưởng nó mới ra mùi Dương Châu. Tôi không thích lạp xưởng. Dạ, anh cứ bỏ lạp xưởng, em thôi thiệt, tại vì không có lạp xưởng nó không có ra cái mùi Dương Châu, anh hiểu không? Chọn miếng lạp xưởng đâu. Không, em xin lỗi, em quên nữa, lạp xưởng quán em hết lâu rồi. Tại vì nó mỡ đó, mình ăn cũng... Cơm Châu Dương Châu thường khỏi lạp xưởng, Khỏi lạp xưởng phải không? Mà anh có ăn đậu Hòa Lan không? Đây đậu Hòa Lan nó cũng bùi á, béo ngon lắm, em nói thiệt. Tôi ăn cơm thường được rồi. Ăn bỏ đậu Hòa Lan vô nó ngon. Tôi nói tôi không ăn đậu Hòa Lan. Thì đúng rồi, ai ăn đậu Hòa Lan làm gì? Bỏ đậu Hòa Lan ra chứ, bỏ đậu Hòa Lan vô chiên thì không phải là cơm chiên Dương Châu của người Dương Châu, là con Dương mua cơm về con Châu chiên rồi đúng không? Đúng rồi, anh là đúng rồi, không bỏ đậu Hòa Lan là đúng rồi. Một giờ tôi đi họp rồi. Dạ em xin tôi đói bụng lắm rồi, mang cái dĩa cơm ra tôi ăn. Em mang liền. Dạ, nha. Anh yên tâm em mang liền mà. Dạ. Nhưng mà trước khi em lấy cơm cho anh ăn thì em muốn hỏi anh là ăn khô hay ăn nhão anh? Mình chiên khô hay chiên nhão? Tôi ăn khô. Không ăn nhão nó ngon hơn. Tôi ăn khô. Không, em nói thiệt, ăn nhão ngon hơn, con Châu nó chiên nhão nó chiên tốt hơn. Tôi thích ăn cơm Dương Châu là của người Dương Châu chiên, chứ không thích ăn cơm Dương Châu của thằng Dương mang về cho con Châu nó chiên. Anh yên tâm đi, dạ cơm chiên người Dương Châu hay là cơm chiên kia cũng là con Châu chiên hết á. Dạ. Anh yên tâm đi. Mang ra dĩa cơm tôi ăn liền, tôi đang đói bụng rồi. Thì mình ăn khô phải không? Tôi ăn khô. Thì nói vậy thôi chứ thực ra là do là nó nấu cơm khô thì mình ăn cơm khô, nấu cơm nhão thì mình ăn cơm nhão thôi, chứ chiên kiểu gì cũng vậy à. Vậy cậu nấu chi, cậu mang ra đi, tôi đói bụng nè. Thì em lấy đây nè, em đi ra. Lấy đi. Thì em lấy cơm, anh yên tâm, anh đợi xíu. Nhưng mà em hỏi anh, mình có bỏ cái mặn không? Tôi ăn cơm Dương Châu bỏ cái mặn trong chi? Không, tại vì cái quán em là nó có cái cơm chiên Dương Châu mà có bỏ cái mặn nữa ngon lắm. Mày có điên không vậy? Mày có điên không? Sao anh? Tao nói tao ăn cơm Dương Châu, mày bỏ cá mặn vô chổng thà là cơm chiên cá mặn rồi. Anh nói sao mắc cười, cơm chiên cá mặn là cơm chiên bỏ cá mặn, nó là cơm chiên cá mặn. Còn đây là cơm chiên Dương Châu có cá mặn chứ nghĩ sao vậy? Nó ngon, em tư vấn anh ăn đi, ngon. Bây giờ mày cho tao ăn không? Thì ngon, em thiệt anh ăn. Tao ăn cơm Dương Châu là có cá mặn không? Không. Không phải không? Ừ. Thì dĩ nhiên rồi, không có cá mặn thì mới là cơm chiên Dương Châu, chứ có cá mặn nó là cơm chiên cá mặn. Bây giờ mày cho tao ăn không? Thì vô nè, em đang đi vô nè. Em đang định đi vô nè. Cứ ngồi xuống. Bình tĩnh nha. Có dĩa cơm không? Bình tĩnh nhanh, bình tĩnh, em ăn đúng rồi. Bình tĩnh nha. Anh ơi, ăn canh không? Không ăn canh. Dạ. Dĩa cơm Dương Châu của người Dương Châu ra đây tôi ăn, tôi đi về. Con Châu mà nó chiên cơm khô không ăn canh là ho nữa chứ không phải không đâu. Con Châu nó chiên lửa. Nhưng nó mà lớn tôi không lắm. Cần ăn canh. Nghe lời em đi, quán có hai loại canh ngon lắm, cái canh salad với canh salad. Cái gì salad thì salad là sao? Salad có nghĩa là cái tiếng Anh, em gọi là tiếng Anh đó là salad, nó được nấu từ cái rau salad. Còn cái canh mà canh salad đó là nó được nấu từ một cái loại rau không phải là salad, nhưng mà tại sao em gọi là salad là bởi vì nó được nấu từ rau salad son. Thì nó cái salad, cái salad vậy đó, anh ăn canh gì? Hiểu không? Có hiểu không? Quan trọng có hiểu không? Cái gì? Mày cho gì tao ăn cái đó, tao mệt lắm rồi. Mày cho tao đại cái chén canh gì mà salad như mày. Rồi với dĩa cơm tao ăn tao đi liền. Biết rồi, nói vậy thôi chứ hai món canh nó hết rồi. Giờ em cho anh ăn canh khoai mỡ nha. Bây giờ tao không ăn canh khoai mỡ nữa, tao không ăn cơm Dương Châu nữa. Tao quanh lộn với mày nè. Cái gì vậy? Tao chịu hết nổi rồi. Mày cho tao ăn không? Cái gì? Tao cho tao ăn một dĩa cơm Dương Châu thôi. Tại sao mày dằn vặt tao dữ vậy? Mày quấy quần tao dữ vậy? Tao đói bụng mà. Anh bình tĩnh. Bây giờ khách muốn quánh mày nè. Dạ thì đó, em cũng chiều anh luôn. Đó bây giờ anh muốn quánh sao? Anh muốn quánh tay đâu hay là bây giờ anh muốn chơi cây hay là chơi giáo sao? Anh muốn quánh thiệt không ấy? Sáng giờ em ê, quánh thiệt không ấy? Hả bây giờ làm sao hả? Ê, bây giờ làm sao? Cây. Đây. Mày làm cái gì vậy? Hả? Ôi, mày làm cái gì vậy? Nó mới đàn hồi. Đàn hồi cái gì? Mày tiếp khách là như vậy hả? Dạ. Mày đứng im đi. Ủa cô là chủ quán hả? Dạ thưa anh, Alibaba và 40 tên cướp ở thủ đô nước Úc xin trân trọng kính chào quý khách. Ủa, cô là...
Dạ thưa anh, em là chủ quán và xin anh ngồi xuống và để em dạy nhân viên với em. Bây giờ cô là chủ quán. Dạ. Cô dạy lại người này. Dạ, tôi ăn uống tôi vô đây tôi chỉ cần dĩa cơm Dương Châu à. Dạ. Mà cậu ấy nói nãy giờ nửa tiếng đồng hồ tôi chưa có cơm Dương Châu để mà tôi ăn, tôi còn phải đúng một giờ tôi về tôi họp. Dạ dạ dạ, anh ngồi xuống, anh ngồi xuống. Tại sao vậy mày hả? Khách cái ăn một dĩa cơm chiên Dương Châu thôi mà tại lý do tại làm sao mày không cho khách ăn? Chị nói rồi là em vô phải tìm hiểu kỹ, giờ em không tìm hiểu kỹ mua lại bưng đem lộn, em bắt em đền một năm trời lương rồi bây giờ em khổ quá em mày đã tìm hiểu kỹ rồi, khách đã kêu cơm chiên Dương Châu tức là khách sợp rồi. Thì bây giờ chị đó còn hỏi. Bây giờ hỏi cái gì? Bây giờ người ta ăn cơm chiên Dương Châu cách đơn giản là nè, coi tao nè. Dạ. Bây giờ chị cho tôi dĩa cơm Dương Châu, tôi ăn, ăn để xong là tôi đi họp. Dạ đúng rồi. Dạ cảm ơn chị. Cơm chiên Dương Châu phải không anh? Dạ, dạ có liền cơm chiên Dương Châu ở khách e quán em ạ. Dạ. À. Dạ. À, dạ thưa anh, cơm chiên Dương Châu anh có ăn đậu Hòa Lan không anh? Đậu Hòa Lan người ta gọi là đậu bê tích vô á. Dạ đậu Hòa Lan anh mình thường thường ăn cơm chiên Dương Châu là tôi, có đậu Hòa Lan. Tôi ăn cơm Dương. Dạ em cơm biết chiên rồi. Dương Châu thường của người Dương Châu nấu. Dạ thưa anh, bắt buộc là cơm chiên Dương Châu phải có đậu Hòa Lan hay gọi là bê tích bò thì mới gọi là cơm chiên Dương Châu. Dạ tôi... nếu mà anh ăn cơm chiên Dương Châu mà anh không có đậu Hòa Lan thì còn như là cơm chiên Dương Châu của người Dương Châu nấu nữa. Nhưng mà ý thích của khách hàng. Em biết ý thích của anh được, nhưng mà làm như vậy thì cái món cơm nó sẽ không ngon, sẽ không tạo ra được là cơm chiên Dương Châu đó. Rồi rồi cho miếng đậu Hòa Lan vô. Dạ miếng đậu Hòa Lan với anh. Dạ đậu Hòa Lan làm gì có, thôi anh đậu que thì được không anh? À dạ dạ, dạ anh à, tại vì bởi làm sao? Dạ bởi vì đậu Hòa Lan đậu que nó cũng là loại đậu. Anh đúng không anh? Dạ đúng không? Dạ dạ em lấy đậu que anh nha. Rồi đậu que, đậu dạ, que. Dạ thưa anh, nhưng mà cơm chiên Dương Châu có hai loại anh, cơm chiên Dương Châu nhão và khô. Nếu mà anh răng thiệt thì anh nên ăn khô, còn nếu mà anh răng giả thì anh nên nhão, là bởi vì sao? Là cái hộp cơm rất là cứng nhiều khi anh răng giả. Có cái gì tôi ăn cái đó. Vô lấy dĩa cơm Dương Châu ra tôi nhão ăn tôi đi liền. Tôi năn nỉ mấy người cho quen. Dạ thưa anh, là cơm chiên Dương Châu là có lạp xưởng, trăm bông, xúc xích với chả lụa, và anh ăn món gì ạ? Cơm chiên Dương Châu thường của người Dương Châu nấu, không có khỏi bỏ dăm bông, khỏi bỏ đó, đó đó phải có răm bông xúc xích chả lụa thì mới gọi là Dương Châu. Có, bỏ vô. Dạ bỏ vô. Bỏ vô. Dạ nhưng mà em góp ý anh, quán em á lúc này ế lắm, thành ra những thức ăn nó không có tươi. Dạ nó không có tươi, thành ra nó hơi bị nó hơi bị mùi. Ông không mệt đây. Không không để tao. Không phải mùi. Mày hiểu không? Tại vì đó nãy em cũng tư vấn đi chặn về cái chị chửi em bởi vì. Nhưng mà giờ cuối cùng đi là thế anh cứ. Vấn đề là tại giờ do ông phải mày để tao nói chuyện khách. Không phải từ nãy giờ. Mày biết cái gì mày nói vậy? Phải. Cái vấn đề là từ nãy anh hỏi em đi chặn thì em cũng trả lời giống như. Dạ thôi dẹp. Hả? Quan này nên dẹp đi. Dạ không à, bây giờ anh bình tĩnh anh ngồi xuống. Dạ bây giờ không ăn cơm chiên Dương Châu nữa, ăn cơm chiên cá mặn đi anh. Cá tươi em ướp muối bữa giờ thành con cá mặn rồi anh, được không? À, nếu mà ăn cơm chiên Dương Châu phải có canh cho anh à. Đúng rồi, bây giờ canh đi. Dạ canh nha anh, thôi bây giờ vậy đi. Dạ bà xà lách cho con ăn cái gì, con ăn cái đó. Dạ, canh. Ăn cái gì, ăn cái đó. Canh có hai loại, xà lách và xà lách son. Nhưng mà anh thấy dạ. Mày tư vấn cái đồ. Mày tư vấn cái gì? Mày tư vấn mày biết gì vậy? Mày mở ra tao ăn được. Người ta ăn cơm chiên cá mặn là người ta phải ăn xà lách và xà lách son. Xà lách son cái gì chứ, nói sai là cái xà lách với xà lách thôi. Không ăn xà lách, xà lách mày ơi. Cái xà lách là nấu. Bây giờ tôi không có ăn. Cái nhà hàng này, cái quán này là quay quần quán hay là quậy quần chúng? Khách vô ăn có dĩa cơm mà nãy giờ không có dĩa cơm. Cái quán này từ đây tới cuối đời mà có một người khách nào vô ăn á, tôi còn mấy người luôn á. Không ăn nghĩ sao biết vấn đề là tại vì không phải. Không phải tại vì nó. Em hỏi anh nè, bây giờ xà lách là xà lách, còn xà lách son là xà lách son, làm gì có chữ xà lách sợ. Tao không cho mình phát âm đúng hay sai mà là ở quán là chỉ hai loại cây thôi. Xà lách là sao? Xà lách là sao? Xà lách khác mà xà lách son là khác. Ủa mày nói vậy là sai, tao không đồng ý với mày. Tao đâu mà tao đã làm cái chữ xà lách thì cái chữ xà lách là khác xà lách. Ủa khách đâu? Ủa rồi rồi. Ủa đâu rồi? Đi đâu bộ đâu em? Nguyên khách. Khách ơi. Khách ơi. Anh cho ăn mặc một cái áo nữa anh ơi. Cho mày luôn. Mày đuổi khách đi như vậy. Mày thấy khách đi rồi chưa? Không phải khách đi là tại chị chứ mà là tại mày. Là tại mày không phải cái chữ. Chị phải làm rõ cái chữ này. Tại sao chị tự là mày phải làm rõ là cái tao phải sao? Không phải vấn đề làm đó. Xà lách con hay xà lách gì đó. Nó là khác. Không có gì khác cho. Cái này xà lách là mấy cái cải xà lách. Nó trộn vào giám.
À, kính thưa quý vị, chương trình Làng Ta Có Tài Lanh sẽ tiếp tục mời một thí sinh tiếp theo sẽ cống hiến những cái trò diễn mà quý vị hoàn toàn bất ngờ. Tôi hy vọng rằng là ban giám khảo ba cục ngồi ở đó, cục nào cũng sẽ cảm thấy rằng là mình hạnh phúc khi xem tiếp mục tiếp theo. Và bây giờ thí sinh tiếp theo xin mời. À, em xin giới thiệu em họ Lợ á. Cái gì? Em có họ á, cái họ của em họ Lợ á. Cái gì? Em họ Lợ á. Em họ là lựa chọn đúng không? Không, họ Lợ á. Lựa chọn nữa. Không, Lợ á. Lợ á. Xích Lợ gần nhau. Để cho biết cái này cũng là những cái người mà có nghiên cứu về cái tiếng dùng của người ta mới hiểu cái ý nói là cái họ của ổng là họ Lại phải không? À đúng rồi. Em họ Lại phải không? Dạ đúng rồi, em họ Lợ. Rồi. Hả? Ba em họ Lợ cho nên em cũng họ Lợ. À. Dạ. Rồi ba má em có dạ là đi ra cuộc đời, khi đi ra cuộc đời làm ăn sinh sống, mình đừng có lo sợ gì cả, thất bại cứ làm lợ rồi sẽ thành công. Em tên là Lại Thành Công đúng không? Dạ không, em tên Lợ Hợi. Lợ Hợi. Lại Hợi á. Dạ, Lợ Hợi là Lợi Hợi. Em tên là Lại Hợi. Dạ, Lợi Hợi. Đúng rồi. Có vậy dịch được cái tay nha em. Dạ. Chứ em đi rất là lợi hại. Dạ em à, chị mời Lại Hợi nói tiếp. Em trước khi thi em xin trước khi thi em kể chút. Em bị làm sao vậy? Em sinh ra trong một gia đình cũng không có vui vẻ gì mấy. Rồi sau khi gia đình em được sinh em ra rồi cũng cố gắng nuôi sống em. Em rồi đến năm 18 tuổi, tình yêu đầu đời đến với em. Em lén nghe nước mắt để cảm nhận được rằng nỗi nhớ buồn bã đã rơi rớt trong lòng, vì biết rằng người ái sẽ ra đi để tìm lại một bầu trời mới. Dạo có buồn hay không buồn thì căn nhà ngủ ô đó vẫn chờ đón em. Năm em 18 tuổi, tình yêu đầu đời đã đến với em. Những giọt nước mắt lan dài trên má, em cảm thấy rằng định mệnh sẽ chia lìa đôi lứa, đôi ngõ sẽ chia ly. Dù rằng em vẫn nhớ mở, năm em 18 tuổi, tình yêu đầu đời đã đến với em. Và cái đoạn này như nghe quen anh hả? À? Em nghe cái đoạn 18 ở đâu rồi ấy? Dạ không, để em kể, chuẩn bị vô. Chuẩn bị vô. Tiếp, em kể tiếp đi. Rồi, chuyện gì đến sẽ đến. Tất cả mọi thứ đều là do định mệnh. Đấy, thấy chưa? Cái đoạn này mới là quan trọng này. Năm em 18 tuổi, tình yêu đầu đời đã đến với em. Cái đoạn này là em ngỡ ràng, đó tất cả là chuyện. Em ơi, em kể cái đoạn 18 tuổi rồi. Dạ. Em hiểu không? Dạ. Chị, anh... hai anh này đã nghe cái đoạn 18 tuổi rồi. Không mà em dẫn vô á. Chị không cần em dẫn vào 18 tuổi. Ê. Chị biết 18 tuổi em đã làm gì rồi, chị cần là cần những năm sau đó. Rồi để em vô luôn, để em vô luôn. Rồi, năm mấy tuổi? Năm em 22 tuổi. Ít ra phải như thế, đấy. Kính thưa ban giám khảo, năm em 22 tuổi, mọi thứ thay đổi nhanh chóng. Chuyện gì đấy cũng đã đấy, nhưng em không bao giờ quay. Năm em 18 tuổi, tình yêu đào đời đã đánh quen. Em ơi, vấn đề ở đây là chị đã biết 18 tuổi chuyện gì xảy ra rồi. Chị cần những năm sau đó cái chuyện gì xảy ra chị... À, em biết rồi mà, lúc em 22 tuổi là cái quá khứ ùa về. Quá khứ ùa về, các em nhớ năm 18 tuổi. Chị không cần quá khứ của em, chị cần hiện tại và tương lai và tất cả những cái chuyện gì xảy ra. Em qua luôn 22 tuổi. Dạ. Kể tiếp em, kể tiếp. Dạ. Kể tiếp qua luôn. Năm em 25 tuổi. 25 tuổi, nó phải có chuyện xảy ra nhá. Gia đình tan vỡ, ba má chia lìa. Lúc đó ba má chia tay, em chợt nhớ tới năm em 18 tuổi. Anh... chị không cần em kể tiếp. Không phải, tại lúc ba má chia tay em nhớ tình cảm em. Đủ rồi, em đủ rồi, chị thấy là đủ rồi. Dạ, chị dạ. Chị không cần nghe câu chuyện của em nữa, em bị em hát đi. Dạ. Hát để chị biết tài năng của em đi. Đấy, hát nhá, không cần, hát đi. Hát cái gì chị? Mời em hát, em tới đây biểu diễn mà. Em hát đi. Em đi thi kể chuyện. Em kể chuyện gia đình em á. Tình yêu. Anh
anh đã biết năm em 18 tuổi em bị té dí giếng phải không? Ủa rồi anh biết Hà nữa? Rồi anh biết quá khứ của em Hà nữa? Còn biết nữa, năm 18 tuổi là tình yêu đầu đời tới với em phải không? Ủa rồi anh biết Hà nữa? Rồi nước mắt em linh chồng khi ba má em chia tay đúng không? Ủa rồi anh biết Hà nữa? Như vậy chắc chắn năm nay em 18 tuổi phải không? Ủa rồi anh biết Hà nữa? Em đi về đi, 19 tuổi tới đây thi. Ủa rồi anh biết dự định em Hà nữa? Ủa có nghĩa là đi về thi luôn rồi phải không? Ừ, em về qua năm em 19 tuổi em tới em thi nữa. Chị cảm ơn em vì điều đó. Không, qua năm em thi thằng mới trẻ khủ làm hiền bao nhóm khổ. Đúng rồi, em thi cái gì? Em thi năm em 19 tuổi. Rồi hạnh phúc đào đời chia tay với em. Đi về. Quán ế mày tối mày bắt ra sắp chén xong, cái sắp chén vô rồi mở chén ra úp chén lại vô lau chén xong cái vô dẹp xong ra úp tiếp. Chứ quỷ nguyên một ngày có nhiêu đó chuyện làm hoài. Trời ơi. Trời ơi chị chịu khó thay đồ thiệt luôn á chị. Tao đã nói mày rồi, một ngày tao không thay 10 bộ là tao chết mà. Nhưng mà tao đã suy nghĩ rồi, tại sao quán mình ấy? Dạ. Đó là do phong cách phục vụ. Và cái quán mình nó có cái không khí mà trầm lặng lắm, nó không có tươi mát. Cho nên tao quyết định kể từ giờ này quán của mình phải thật là tươi mát. Hả? Mày nhớ, khách nam tao tiếp, khách nữ mày tiếp. Dạ. Tôi tao tiếp, mà tiếp theo tao, nghe dạ, chưa? Dạ, dạ. Nhớ đó. Già mà chịu khó ghê nha, thiệt tình. Tao nói nguyên cái quán tao nó ế mà trời ơi rùi. Nó đậu đầy mà ngày nào cũng đập rùi hết trơn á trời. Không có một người khách thì ăn uống cái gì đây. Mày hả? Con quỷ nó đâu rồi? Ê! Làm gì vậy? Dạ đập rùi. Rùi đâu đập? Dạ thấy cái một rùi của anh em tưởng con rùi em đập. Sao mày không tự đập cho mặt mày đi? Hả? Sao vậy? Một rùi mày còn thâm hơn tao đó. Em... À, quên! Trời! Anh nói em mới phát hiện em ra có một rùi đồng phục. Cùng đúng cái vị trí này nè. Xin lỗi anh em hơi thâm hơn thôi. Ủa? Ủa? Anh vô quán em hả? Hả? Anh từ ngoài vô quán em hả? Từ ngoài vô chứ không lẽ... Trời ơi anh ơi! Trời ơi! Mày làm cái gì vậy? Lâu lắm rồi em mới gặp lại anh. Trời ơi, lâu lắm rồi mới gặp lại anh. Thằng vô duyên mày. Anh có phải là khách không? Thì đúng rồi. Quán em lâu lắm rồi không có khách. Thành thử ra em gặp lại anh là em mừng lắm á. Anh hiểu không? Anh đợi em xíu nha. Có người đó tiếp anh liền. Tại vì riêng anh là phải có người tiếp. Anh là đợi em xíu. Nam. Dạ. Xin mời gấu mẹ Di Đệ. Dạ, xin chào anh. Anh xin giới thiệu anh. Dạ, thưa anh. Dạ, đây là anh, bên quán em. Dạ. Anh biết đây là ai không? Biết rồi. Dạ. Tiếp viên bơ hơi phải không? Này, ảnh nói chứ không phải là em. Là tại tao, cái cách quá đàn tao quá tươi mát, biết dạ. Chưa? Dạ. Dạ, thưa anh, xin lỗi anh. Anh sai rồi, em quá trang 4 tiếng đồng hồ mà anh nghĩ sao là em là tiếp viên bia hơi. Ủa, dạ. Chứ là ai? Dạ, chủ quán. Dạ, tránh quán em. Dạ, dạ thưa anh, dạ. Anh có thể cho em biết là anh ở đâu tới không ạ? Tôi từ LA tới. LA à? Ui, LA. Ủa là đâu vậy? Vậy có mà đặt nhảy lên. LA là nước Los Angeles, Việt Kiều. Trời ơi, anh là Việt Kiều Los Angeles là anh? À, đâu có. Los Angeles. LA anh mới nói LA nè. Không, LA là Long An. Ủa sao sao? Tại sao LA? Là Long An. Thì L là Long. A là An, Long An. Thì đó Long An. Ừ, tôi đâu có nói tôi từ Los Angeles gì đâu. Bà tự bà dịch, bà tự bà ép ta luôn. Mày im, tại khách nó mắc hay chưa? Long An cũng được, cũng là khách. Dạ thưa anh, em xin được trân trọng tiếp anh. À, mà anh ở dưới Long An anh làm nghề gì ạ? À? Buôn bán nhỏ thôi. Mày tiếp đi. Ủa buôn bán nhỏ là buôn bán gì anh? Hột xoàn. À. Anh ăn gì? Dạ, quán em có đầy đủ món ăn hết đó. Anh ăn gì thì em phục vụ đó. Ôi trời đất ơi. Cái gì vậy? Mồ hôi. Trời. Khăn. Dạ khăn. Đây, khăn. Cái gì vậy? Ừ, cái này là khăn hả mày? Hả? Cái khăn này lau bẩn mặt của mày thì có. Trời ơi, mày nghĩ sao mà lấy khăn mày. Cái khăn này làm sao lau cái hộp của tao được.
Trời, anh ăn nói vô duyên vậy anh? Cái gì vô duyên? Tự nhiên nó lấy cái khăn này lau cái hộp của anh. Hộp xoàn nè. Ủa sao vậy? Hộp bự quá chói mắt. Ôi ôi. Cái này chưa nhầm nhò gì đâu. Dạ. Tôi có tới 2 hộp lận đó. Thôi không có giỡn anh, vô duyên quá, kỳ ăn nói kỳ quá. Vô duyên cái gì? Để coi đi. 2 hộp này. Wow, sao hộp anh bự mà tròn dữ vậy? Để tao tiếp. Này là cần chỗ này không phải để mua bán vé số. Đi ra cho chị. Chị ăn nói đàng hoàng nghe chưa? À? Tôi là khách nghe chưa? Không tiếp khách, đóng cửa rồi. Một khách này đủ rồi nha. Để em. Cái quán gì kỳ cục vậy? Xin lỗi chị, dạ. Xin lỗi, bà chủ em không biết. Cái chị này chị không có bán vé số. Nhìn chị ăn mặc vậy là biết là coi bói dạo rồi. Thôi, đi qua tiếp. Mày đi qua mày tiếp thì đủ liền. Tiếp cho, để mình đây. Để tiếp tươi mát nha. Chị, em yêu chị. Chị qua đây chị ngồi đi, tươi mát xíu nè. Em thích chị làm chị ơi, lâu quá chúng ta không gặp nhau. Chị chắc chắn là chị Kiều rồi đúng không? Ôi nhìn cái mặt thân thương quá. Mình lau mặt nha. Ha, em kiếm khăn lau mặt em lau cho chị nha. Trời ơi em thích chị quá. Chị ngồi đây nha. Ôi ơi thích chị quá. Ôi em thân thương quá. Thật là đáng yêu. Trời ơi chị đây. Hai chị à. Hả? Chị gì anh? Anh à. Mới làm cái gì? Dạ em tiếp khách. Tiếp khách. Ừ. Chị chưa quấn em vậy? Tiếp ai không? Em tiếp bà coi bói dạo. Ủa sao quýnh hoài vậy? Mày nãy mày mới làm cái gì? Dạ em ôm bà. Ôm bà hả? Ủa sao tát hoài vậy? Mày biết cái bà cô bố vợ này là ai không? Dạ không. Vợ tao đó. À thì ra là vợ của anh hả? Vợ tao mày cũng ôm mày. Ôi không biết được. Sao mà vô mà không chịu nói vậy bà nội? Cũng mày. Mày sớm sơ sớm xác quá mà. Yeah. Người ta là bán hột sò mà mày nói người ta đi coi bói. Yeah. Trời đất ơi, vợ người ta mày nhào vô mà mày bị đánh là phải rồi. Mày có mắt mà mày không trồng. Đúng rồi chị. Dạ, nó tệ quá chị. Nó à. Có mắt mà như không trồng chị. Dạ. Hả? Còn chị sáng mắt quá. Dạ. Chị nãy chị nói em là gì? Dạ hồi nãy là em nói chị. Chị bán vé số hả? Tại hồi nãy cái mặt gì rồi bán vé số hả? Em đâu biết hồi nãy chị mà vô đây. Im. Hồi nãy mới làm gì? Dạ em tiếp khách. Tiếp khách nè. Biết tiếp ai không? Dạ em tiếp ông chủ. Tiếp ông chủ nè. Ông chủ là ai? Dạ ông chủ là chồng chị. Chồng chị sao? Em ơi. Trời đừng quýnh mày. Dạ em xin lỗi, dạ em xin lỗi chị, dạ em không mình biết. Mình tính đi mình ơi. Ta hiểu lầm thôi mà. Hiểu lầm cái gì? Tôi ôm nè. Nói, tại sao ôm nó? Tôi ôm hồi nào đâu, không tin mà hỏi lần này coi. Dạ đúng đúng, em làm chứng chị, anh không hề ôm. Là bà chủ em bả mê trai, bả sấn vô bả ôm trước đó, rồi một lát anh mới ôm lại thôi. Dạ. Nhiều chuyện. Nói đúng tại sao thác nó. Đi về, không ăn uống gì nữa trơn trời á. Cái quán này nè, tôi nói cho chị biết ngày mà tôi thua kiện cái quán này, cái quán này cái quán trá hình. Cái quán gì giống như cái quán bia ôm vậy đó. Dạ, em xin lỗi chị, dạ, chị đừng thương kiện em, dạ quá em không có trá hình vậy. Dạ đây là phong cách phục vụ của quán em, dạ nam tiếp nữ tiếp nam. Giờ bị anh chị không đi chung người trước kẻ sau cho nên em mới làm như vậy dạ. Đúng rồi đó, nhờ kẻ đi trước người sau tôi ghé tôi mua có chút xíu đồ mà tôi qua trễ. Tôi mới biết là cái quán này nữ ôm nam, rồi nam ôm nữ. Không có ôm là trá hình. Không có, tại cái phong cách nó là tươi mát á. Bà chủ em, bà dạy cho em tươi mát, em gặp chị em tươi luôn. Nhà nãy nhìn chị em không muốn hối lắm mà tại em cố. Đi về. Không ăn uống gì nữa hết á. Dạ, đi về, vô kiện cái quán này. Dạ thôi, dạ em xin lỗi chị. Dạ tại vì quán em ế quá cho nên nghĩ những cách bậy bạ không. Dạ thôi em chừa, em không dám nữa. Dạ thôi, giờ anh chị cứ ngồi để ăn uống đi nha. Dạ quá em sẽ phục vụ anh chị. Dạ bớt anh chị 80%. Cái gì? Cái gì nào? Không được thì thôi. Không được thì thôi, làm gì dữ vậy anh? Thôi này. Không được thì thôi. 80% thì được. Trời ơi được, sao anh phản ứng dữ vậy anh? Ngạc nhiên. Tôi ngạc nhiên mà biến thái sợ luôn. Tôi nói cho ông biết, bây giờ có Huy tôi cũng không ăn. Cái quán gì mà ông ở đây cho nó ôm ông nữa hả? Rồi nó nhào vô nó ôm tôi nữa thì sao? Bình tĩnh đi, làm có gì đâu mà la lớn vậy. Dạ không có đâu. Được rồi, bà không muốn ăn thì thôi. Bây giờ tôi nhờ vậy nghe không? Dạ. Vợ chồng tôi thích ăn cái món này lắm. Dạ. Vô nó trong nấu cho tôi hai cái món này ngon. Để tao nha. Dạ để em vô. Em kêu đầu bếp nấu. Sẵn em chỉnh lại mặt em. Dạ bị tát quá, bên đỏ bên trắng. Dạ. Đi về. Về cái gì đói bụng mà chán chờ chút đi. Đi về. Trời ơi, mì để từ từ người ta nấu chứ.
bà xuống. Chuột giận chị ơi, từ từ chị ơi, thời gian nước nó phải sôi từ từ, nó muốn trộn mì cũng phải có nước sôi. Nhanh lắm chị ơi, ta đã mì gói mà trộn. Đi về. Trời ơi, sao cứ 3 giây bà làm cái tôi cũng đứng tim vậy. Mà giống cái máy vậy đó anh. Ờ. Khổ, em cũng thấy là anh chịu đựng cũng giỏi lắm chứ phải không đâu. Thôi mày. Đi về. Nữa. Thôi bà nữa rồi. Trời chút đi mà. Chị, 3 giây rồi. Đi về. Đó. Thôi phải vậy mày. Em nhắc chị thôi mà chị quên, em nhắc. Ra đi mày ơi, mày lâu quá. Dậu chỗ à. Mày à, rồi, tới rồi. Mày à, cái này à, hảo hảo ngon lắm à. Số 1 à, số 1 à. À, ăn đi. Đi về. Thôi vậy tính tiền đi. Đi thôi, 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 tính tiền đi. Thôi tính tiền hả, rồi tính tiền, lấy ra bây giờ tính nha. Cái này à, 1, 2, 3, 4. Đi về. Cái gì vậy? Cái người ta đang tính tiền, để người ta tính tiền cái làm tính tiền, ta lấy dần xong rồi là cái quên là phải à. Tính lại từ đầu rồi. Trời ơi, mệt ghê, chắc tính đi chút. Cái là bây giờ, chắc gì, thơm, thì, cộng... Ê, bây giờ là, chắc cha không biết tính sao luôn rồi. Cái sao vậy? Dạ. À, bây giờ mì á, mì hai gói à, ông đem lại. À. Rồi tôi vô tôi chế nước sôi thôi. À. Nước sôi đâu có nhiều tiền mà tính. Là vậy bớt 80% nữa. Thôi, sôi luôn á, khỏi tính tiền. Ok. Không được, không được cái gì chứ cho luôn không được, phải có tiền chứ lát vô phải trừ lương sao? Trừ lương cái gì bây giờ tính qua tính lại rồi trừ là 80% nó tính ra. Cái nước sôi này cũng là khoảng là 500 lòng bạc. Nó 500 lòng bạc, nó trừ trừ 500 lòng bạc đi, có gì đâu. Bây giờ sao? Bây giờ tính sao? Thôi thôi thôi, khỏi tính tiền đi, đi về đi rồi, lấy cái này về ăn luôn. Cho luôn cái tô người ta, lấy cái gì người ta đem về, ta ăn, người ta phải có cái lầu đựng, người ta đem về người ta ăn chứ. Ê, chết chết. Nóng quá sao mà bưng? Bưng bưng cái gì là bây giờ lấy cái tô à, lấy luôn cái mâm, rồi lấy luôn lôi lửa đi, lấy hết rồi về đi, ăn đi. À, khoan khoan khoan, tôi xin hai cái chén này luôn nha, để... Rồi, hai cái chén này, chút rồi. Súp cho nó sợ nóng á. Ê, có lấy nước tương không, lấy nước tương rồi, vô lấy cho thôi. Trời ơi bà, cái quán này quay quần quán này công nhận thiện cảm ghê ha, thiếu khách quá. Ê, mốt để tôi tới đây thường xuyên nấu mì cho bạn nha. Đi về. Về 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 đi về đi về, 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 về bả la quá. Chị ba giây rồi chị. Đi về nè. Dạ dạ đi về chị, dạ dạ hẹn không ngày gặp lại. Ôi giờ các bà này hay quá hả? Giống như là bắt tài sẵn cái đồng hồ báo thức vậy. Ôi chút xíu hỏi à, lấy về. Không lấy về nè. Ha, rảnh quá ha, nghĩ làm sao ha. Mang cái mì tự nhiên ha, nấu cho người ta không tính tiền thôi. Còn cho luôn cái tô, cho luôn cái chén. Bà chỗ. Cái gì? Chết dòng ha, quá rồi ha. Cái gì? Cái gì vậy hả? Tụi bay làm cái gì vậy hả? Đã cái quán ế rồi mà tụi bay gây lộn thì còn cái gì nữa mà sống hả? Chị ơi, bây giờ nó nấu mì ra cho người ta nó không tính tiền. Bây giờ cho luôn cái tô, rồi cho luôn cái chén, cho luôn cái lũa, cho luôn cái mâm không tính tiền. Trời ơi. Không phải, bà chủ kể bà chủ nghe biết sao không? Cái gì? Mày nghĩ làm sao vậy? Mày im cái mỏ lại kia. Mày nghĩ là quán tao đã ế rồi, là bây giờ tao muốn bán, tao muốn có khách để trả lương của tụi bay. Tao thiếu tụi bay 3 tháng lương rồi mà, đã bán ế ha, 48% rồi. Bây giờ mày còn cho khách cái dĩa, cái mâm, cái tô, cái chén hả? Tao trừ mày tiếp 4 tháng lương nữa. Đừng có trừ đi, có gì đâu. Trời đất ơi, bây giờ cái tiền bà trừ tôi còn nhiều hơn là cái tiền lương của tôi có nữa đó. Bà trừ ai lỗ biết liền à.